Xin chào các anh chị nha. Hôm nay em có một món đặc sản của Quảng Ninh để giới thiệu với các anh các chị. Đấy, đây là cái món sam của Quảng Yên. Đấy, sam Quảng Yên ăn rất là ngon và chất lượng. Đấy, bác nào đã từng ăn sam Quảng Yên thì biết rồi. Khổ nỗi là em lại cứ có cái tính như thế, nhà nhiều rượu ngon nhưng mà không có mồi thì không được. Cho nên là hôm nay em giới thiệu cho các bác biết là ăn cái món sam này để uống với lại cái rượu ba kích thức hoài đặc sản của Quảng Ninh. Hai cái món đặc sản này phải nói là tuyệt vời các anh chị ạ. Các anh chị không tin thì lần sau cứ thử xem. Đấy, thứ nhất là rượu ba kích nó lại là một cái vị thuốc thảo dược thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Quảng Ninh. Đấy, thế mà rượu ba kích thì nó lại có tác dụng như thế là hỗ trợ tăng cường sinh lý cho tất cả các anh đàn ông. Anh nào mà yếu sinh lý thì là cứ gặp em sẽ tư vấn cho. Mà rượu của em không như những rượu nút chuối ở ngoài xã hội bây giờ đang bán đâu nhé các anh nhé. Anh nhớ là rượu chất lượng, rượu thì nó có nhiều loại rượu chứ không phải là mỗi một loại rượu nhé các anh chị nhé. Lưu ý là uống rượu là phải rõ nguồn gốc xuất xứ, đừng nên coi thường tính mạng mình uống những loại rượu không có nguồn gốc xuất xứ, là tem mác rõ ràng là mệt lắm các anh chị ạ. Đấy thì em giới thiệu thế. Hoặc là có anh nào mà có nhu cầu mà muốn làm đại lý hay là nhà hàng để tiêu thụ cái món rượu ba kích này thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Đấy, em xin chào các anh chị. Đấy, đây em uống rượu đây. Đấy, mời các anh chị uống cùng với em nhé. Rồi, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Em xin chào ạ.